Rồi em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10. Tiếp tục em lại giới thiệu một số sản phẩm ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì em vẫn bán hàng đấu giá các bác nhé. Hôm nay có 13 món dàn bằng gỗ, có 3 bộ đó. Âm ly thì cũng một số âm ly ngày qua có khách chốt mà không chuyển khoản, này bán lại các nhé. Có MD giấy mã này, có âm ly dòng 7.5 đàn ông cũng nhé. GBC bằng gỗ có Bluetooth này. Rồi M39 phía trên này có bộ K700. Rồi một bộ C555 nhé, 355. Bộ dàn VIP. Rồi bằng gỗ thì em có 3 bộ lận nha. Rồi em sẽ đi chi tiết và báo giá từng món, các bác coi thích món nào thì alo cho em nhé. Đầu tiên là số 1, đây là một bộ dàn đời cao của hãng Onkyo. Tất hàng này là hàng đấu về hết các bác nhá. Tuy nhiên nó vẫn là hàng cũ thôi nhưng mà nó sẽ đẹp, sạch sẽ hơn nhiều nhá. Chất lượng hơn, lưới đủ, không rách lưới gì nhá. Đó, loa này màng nhôm mũi nhôm này. Dòng loa cao cấp của Onkyo nhá, ghép chuẩn với bộ dàn RC5355 này nhá. 355 này thì nó là đàn em của dòng 765 các bác nhá. Đấy. Giá nó rẻ hơn nhiều nhưng chất lượng thì cũng không thua kém bao nhiêu cả. Nó cũng có USB này, chạy CD. CD này, USB này, Line 1 này, Line 2 này, OX, Optical, giải mã. Có chỉ bắt chép trên máy luôn. Và đặc biệt bộ này về thì có đầy đủ khiển zin. Rồi anten dây loa xịn nhá. Đẹp. Ở duy nhất bên này nó có một cái vết chày, vết cái vết đường, không biết đường cái gì vào đây, như cái lá, như cái sợi tóc thôi nhé. Đấy, xíu thôi, nhìn kỹ mới thấy. Còn bên này đẹp, bởi vì hàng đấu giá cho nên em báo kỹ các bác nhé. Nó đẹp cực kỳ luôn. Loa đây, loa chạm VIP nhá. Cái chạm này loa VIP này, loa này là D55ES, nó ghép chuẩn với bộ dàn này các bác nhá. Đấy, nó khác bộ là cái cục này, nó khác cục 765 là cái chạm thôi, chạm. Và nó không có USB phía sau và không có cổng lạ mạng nhá. Những cái thứ đó khả năng các bác cũng chẳng dùng đến đâu. Đó, cổng quang này có giải mã đầy đủ luôn nhá. Cũng không thua kém gì 765 mấy đâu. Giá rẻ hơn nhiều. Loa đẹp nhá, hàng đấu giá thì các bác nghĩ không phải nghĩ ngợi. Tất cả CD các thứ dậy chạy hết nhá. Đây nó cắm được TV xuống. Mũi đồng trục. Rồi bộ dàn RC355. RC555 nhá. Giá đẹp. À, hàng đẹp và khiển zin đầy đủ hết nhá. Giá 5,2 triệu nhá. 5,2 triệu cho bộ này. Thì bác nào mà không lấy khiển em trừ 500 ngàn nhé, đầy đủ. Rất đẹp luôn ạ. RC305 nhé, nói chỉ thua bác nào mà không có nhu cầu mua 765 thì mua này cũng được nhé, không nhé. Giá nó rẻ hơn khoảng hơn 2 triệu. Đấy, chất lượng thì vẫn chỉ có chức năng con 765 hơn một chút thôi. Hình thức giống nhé. Rồi 5,2 triệu nếu bác nào không lấy khiển trừ 500 ngàn. Rồi tiếp sang số 2 là một bộ K7. Bộ số 2 là bộ K700 nhé. K700 thường thì nó sẽ ghép hai loại loa. Một loại là 701, mấy cái loại này, loa 2 bát này nhé. Có hai loại loa thường nó sẽ ghép hai loại đó nhé. Là ghép chuẩn đấy. Lưới đủ, không rách lưới nhé. Loa đẹp 2 bát, 2 bát này nhỏ thôi nhưng mà đánh lực kỳ kỳ luôn nhé. CD học tốt và giải mã. Đấy, có khiển, có dây loa khiển học nhá, có anten. Đấy, về nào thì bắn vậy, không có khiển thì em sẽ cái này thì em chưa gắn dây loa nhá các bác nhá. Mặt mũi đẹp keng luôn các bác nhìn. Hàng đấu giá trên này các bác cứ phải không phải nghi ngợi nhá. Đó. Đây, em bỏ khiển học ra, khiển học nhá. Các bác coi này, đấy rất là đẹp luôn. Sáng trưng. Quay phía sau này. Dòng này thì nó giải mã rất là hay nhé. Chạm này, chạm bắp chuối này. Đó. Loa này là 707.
con 701 và 707 ghép với thằng này ok nhá. Hai bát đó. Có cổng quang này, có giải mã này, có cả cổng phono luôn nhá. Súp ao đầy đủ. Dòng K700 cũng là dòng cao cấp rồi các nhá. Đó thì thua 701 chút thôi, 7711 chút thôi. Loa này thì có chỗ này nó hơi sứt một tí xíu thôi. Không ảnh hưởng nhá. Bảy loa nó quá đẹp đi, xem hàng đấu giá các bác không phải suy nghĩ nhá. Bảy hàng đấu giá nhỏ nhỏ đây em cũng chỉ các bác. Đèn sáng chút. Đấy. Rồi bộ dàn này em bán cho các bác với giá 3 triệu đồng nhá. Thường thì bộ này mà hàng bãi em đã bán 2.9 rồi. Mà chưa khiển. Bữa nay có khiển, có dây loa xịn mà hàng đẹp, bán 3 triệu đồng cho bác luôn nhá. Cái con này giải mã rất là hay. Mặt tay chỉnh bất chất trên máy cũng được luôn đúng nhá. Rồi 3 phải bác nào muốn mua rời cũng được nhá, bác nào muốn mua rời cả loa mà âm ly rời bán, kể cả bộ bên này bác nào muốn mua rời cũng được nhá. Rồi 3 triệu nhá. Rồi sang số 4, à số 3 nhá, xin lỗi, 1 3. Đây hôm nay sẽ xả giá con này. Con này là con bot 510X không nhá. Con bot 510X các bác lấy model là bot 510X nha. Trong này cái súp này nó nằm, nó rất to luôn ạ. Súp nằm có 2 bát 16 trong này đánh rất lực nhá. Và nó có 2 QB bot này, 2 QB. QB này có thể cậy ra được, để nó hơi cậy hơi khó chút nhưng cậy ra được nhá. 2 QB này. 2 QB này thường bán 2 triệu rồi các bác nhá. Đó. Cái bộ này nó giống dòng 505Z hoặc là mấy con đây đó, cái ra được. Nó cũng giống với cái dòng AM5 CD3 các nhá, giống kiểu như thế. Súp này, trong nó mà bác mua âm ly về ghép vào quánh rất là lực luôn, hay. Đây, dòng này thì nó có cái chạm loa như vậy, chạm loa này như vậy nhé. Có dây loa luôn, dây xịn luôn các bạn ạ. Rồi hôm nay có sẽ xả giá cái bộ này luôn. Trước bán 4 triệu 2, hôm nay bán 3 triệu 8 luôn nhá. 3 triệu 8, bánh tốt luôn. Qua đây em ghép cả âm ly đấy. Nhưng mà các bác kêu bác mua âm ly rồi. Hôm nay bán 3,8 triệu luôn nhá. Xả giá không bớt các bác nhá. Xả giá, hoặc là bác nào mua cái QB này 2 triệu cho dây luôn nhá. QB cho 2 triệu có cho dây và súp này 2 triệu. Mua tất 3 triệu 8. 501 501X nhé, còn dòng này là 501X. Cái hệ thống nằm bên dưới, hệ thống dây loa các thứ nằm bên dưới, bác nào thích thì em chụp hình nhé. Thích thì xem cái bản đồ với cái model em chụp hình. Rồi 501X các bác nhé. 3,8 triệu. Rồi sang số 4. Số 4 đây là một con âm ly phải nói đẹp như mới, chỉ thiếu một thùng xốp nhé. Con âm ly này là M, dòng A922M nhé. Đẹp như mới, chỉ thiếu thùng xốp, có cả catalog đầy đủ luôn các bác nhá. Đây là con âm ly đấu giá rất đẹp. Phía dưới là cốp này có AB cộng B luôn. Xài loa các bác chơi về trên loa box sale rất là hay luôn nhá. Đây là con âm ly size 30, âm ly cao cấp đấy. Mặt phay có chỉnh bát chất 35 đầy đủ luôn. Có đánh AB A cộng B. Đẹp như mới các bác nhá. Các bác hôm qua nhiều bác hỏi bảo chất lượng như thẳng các bác là đây là hàng này chỉ thiếu thùng xốp thôi. Hỏi nghĩ ngợi con này chạy 4 sò than lớn nhá. Dây loa các bác nhìn dây loa to. Đây đánh AB A và cộng B luôn. Âm ly rất ít có dòng âm ly đánh hai kênh như vậy nhá. Đẹp như mới. Mã số là 0735. Đây các bác nhìn này, đẹp như mới luôn, có giấy rất đàng hoàng nhá. Đó, này bán 2,5 triệu. Hàng chất lượng nhá, các bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Có cả giấy hướng dẫn luôn, thiếu một thùng xốp thôi nhá. Mặt bay 2,5 triệu các bác nhá. Rồi sang đây số 4 này, sang số 5. Một con 905, con này hôm qua cũng đang lên 905 này. Có chỉnh bát chất 35, con này đánh âm ly rời rất hay, đánh con này có thể ghép bot được nhá. Bot ghép được. Giá 1,2 triệu. Đây. Đây này âm ly đánh rời các bác nhá. Giá con này 905 là dòng Intech đấy. Giá bằng một con cục dàn bình thường luôn, con này là âm ly rất hay luôn,
chỉnh ba chấp ba lăng đầy đủ luôn. Đó, còn đẹp nhá. Giá 1,2 triệu. Rồi tiếp sang số 6 là bộ dàn M39. M39 các bác nhá. Bộ này không phải bộ bữa trước đâu nhá, bữa trước em bán rồi. Hôm nay lại tiếp một lên bộ nữa. M39 CD đọc tốt nhá, USB chạy tốt này, USB này cắm trực tiếp iPhone vào đây được nhá. Loa này, loa cũng loa M39 luôn, lưới đủ còn đẹp nhá. Lưới đủ. Loa này 120W một thùng bạn nhá, 120W thùng, có khiển học, dây loa zin, có cả cái anten này. Đấy. Rất đẹp đấy nhá. Quay phía sau cũng coi này, loa nó loa VIP đấy. Loa M39 luôn, 120W thùng nhá. Chạm xịn này. Dòng M39 này thì nó là dòng nâng cấp được các bác nhá. Dòng này nó có giải mã cổng quang rồi các nhá. Đây này, cổng quang này. Đó. Loa rất đẹp ạ. À. Hàng đấu giá các bác phải không phải nghĩ ngợi nhá. Chất lượng M39. Cái giá hiện tại em bán nó bằng dòng M37 trước đây thôi. Rồi, CD đọc tốt nhá. Bao hát tốt, CD đọc tốt, USB tốt này, có cổng quang in. Rồi có khiển học, có dây loa zin. Giá 4,2 triệu nhá. Thời điểm hiện tại M39 quá rẻ đi, 4,2 triệu. Rồi tiếp sang số 6. À xin lỗi, hôm nay em có hai con số 6 lần nhá. Đây là cũng còn số 6 em viết lộn, số 6 M39. Và con số 6 tiếp theo là con GBC dòng S5 nhá. Con này là cao cấp nhất của dòng S. Đấy, loa bằng gỗ thì các bác biết rồi, loa bằng gỗ tẩm rượu. Loa gỗ anh đào tẩm rượu sake rồi. Đó, con này là dòng cao cấp nhất của dòng S. Nó có Bluetooth luôn các bác nhá. Có Bluetooth, loa bằng gỗ độc quyền của hãng rồi, không nói nhiều nhá. Có Bluetooth, có CD chạy tốt này. Lưới lít đầy đủ, có dây loa, có NFC một chạm. Con này là riêng về nói về cái công nghệ nó là nhất luôn. Có NFC một chạm nhất của dòng S nhé. Có Bluetooth luôn. CD đọc tốt các bác nhá. CD đọc tốt, em test rồi ok hết nhá. Đó. Loa này thì mấy cái dòng loa này nó dài bằng ngục cục luôn nhá. Mấy dòng S1 nó không dài bằng thế không? Rất đẹp. Đây các bác nhìn trắng tinh luôn nhá, rất là trắng. Bằng yêu màu trắng này. Xì được tốt, có Bluetooth luôn nhé. Rồi loa này, hàng đấu giá rất đẹp luôn nhé. Rất là đẹp, con này sản xuất 2015. Có OX. Đấy. Rất là đẹp. Dòng S, bữa trước em cũng có con S5, mà cái S5 bữa đấy là màu đen. Có rất nhiều bác hỏi, hôm nay em có con này. Rồi con này em bán 4,2 triệu nhá, 4,2 triệu. Có Bluetooth nhá, con S5 là cao cấp nhất của dòng S các nhá. Có NFC chạm, có USB, có CD, rồi có Bluetooth. Đấy. Mấy cái dòng mà loa cao cao tí lại không có Bluetooth các nhá. Dòng này là cao, nó mỗi dòng nó có kiểu, ví dụ dòng S thì nó có con này S cao nhất. Rồi số 6 nhá, số 6 GBC này giá 4,2 triệu. Rồi sang số 7. Số 7 đây là một cái bộ dàn mà các bác nào chơi qua rồi biết nhá. Bộ dàn này là bộ dàn cao cấp. Nhỏ như có võ các bác nhá, nhỏ như có võ nhá. Các bác nhìn phía sau này, con này là dòng 330, Kenwood 330. Kenwood XK330 các bác nhá. XK330. Bác nhìn cặp loa này chất không? Nhỏ như có võ, bát nhỏ thôi. Rất là chất luôn ạ. Cái này thì về em test CD nó không có đọc các bác nhá. Có khiển này, có đầy đủ, tóm lại là đồ zin hết. Khiển zin này. Đó, lưới này đẹp hết nhá. Loa thì nó có đoạn này nó hơi lún lún một tí, nhưng mà không ảnh hưởng đâu. Con này có NFC một chạm này. Con này riêng CD là không đọc không nhá. Em test không đọc, các bác nào về nghiên cứu thêm nhá. Đẹp, đẹp keng luôn. Đây có nhìn loa chất không? Cái loa này nhỏ như cái võ đấy. Cái dòng này em thấy xét trên Google một số shop họ bán 4,5 triệu nữa. Rồi 3.5 này, USB chạy tốt này, rồi có Bluetooth này, có NFC chạm mà, loa đẹp. Cục đẹp nhá. Đây em nhìn các bác nhìn loa này chất. Đó. Nhỏ như cái võ.
có đủ hết nhé, giá 2,5 triệu thôi nhé. Các bác nào về chơi Bluetooth USB nhé, CD thì không đọc, em thấy không đọc, nhưng mà đẹp như mới, 2,5 triệu các bác nhé. Các bác nhìn loa này chất cực kỳ luôn, đẹp keng, đẹp như mới. Rồi số 7, 2,5 triệu bán lỗ rồi đấy. Rồi sang số 8. Số 8 là một cái bộ dàn Victor, dòng này là dòng A1 các bác nhé, A1, dòng A1 các bác nhé. Màng gỗ nhé, loa thùng thật, gỗ thật luôn, dòng A1. Chạy DVD tốt này, chạy CD tốt này. Đấy, có OX. Đây là một trong dòng cao cấp nhé. Thì loa này các bác biết rồi, màng gỗ là độc quyền của hãng Victor và CVC rồi, không có nói nhiều. Đấy, rất là đẹp luôn, loa chất cực kỳ, cặp loa này chơi âm đi rời cũng chất nhé. Có lưới đầy đủ, có dây loa, có khiển học nhé. Trên này, cái này mạ nhôm. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Màng gỗ anh đào tẩm rượu sake, đây là độc quyền. Những bộ dàn này ngày xưa rất là mắc, bữa nay nó rẻ đi rồi. Cái loa này núm hơi lún một tí này, còn lại đẹp, mặt mũi đẹp hết nhé. Ở dưới này có cái hồi gỗ này. Loa phía sau, loa gỗ thật luôn nha, rất ít cặp loa nhỏ mini có gỗ thật, chỉ cái dòng Victor nó làm thôi nha. Rồi có OX, chạy tốt các bác nha. Rồi bộ dàn này em bán cho các bác giá 4,8 triệu, 4,8 triệu cho bộ dàn GBC này. Bác nào chơi qua dòng này biết cặp loa này nghe rất là hay luôn, độc quyền. Những bộ dàn này trước đây toàn chụp củ không à. Rồi 4,8 triệu các bác nhá. Bác nào thích lấy mua loa cũng được nhá, loa thì phải trên 3 triệu ạ. Mua loa riêng cũng được nhá. Rồi con này A1, con này thì đời thấp hơn cái con AK1 kia. Dòng A1 nhá, nhưng mà nó có cái miếng gỗ rất chất luôn, rất xinh. Chạy DVD được. Rồi 4,8 triệu. Bác nào để phòng nghe tuyệt vời luôn thôi nha. Bác nghe bộ dàn này có cái cảm giác nghe đang nghe một bộ dàn lớn, cái bát sâu mà cái chép cái mic nó rất là hay nha. Và toàn giải màng gỗ. Nó nổi tiếng rồi. Rồi sang số 9, số 9 là cái bộ dàn này là bộ dàn Boss. Boss MM2 nhá, có hai loa QB hai bên. Và chỗ này nó có cái súp này thì em thấy hai bên này có hai đều có loa nhá. Mở cái này ra thấy loa. Đó. Và bắt về 6 luôn ạ. Hai bên có loa nhá, dây đầy đủ luôn. Đấy, dây đủ luôn các bác nhá. Đấy, con này là dòng MM2. MM2 các bác nhá. Đây, cắm nguồn lên hát tốt. Cái con này hôm qua em cũng lên rồi. Có bác thì bác bảo để cho bác mà không thấy chuyển khoản. Em vừa mới thấy vẫn đang nhắn tin nhưng mà chưa thấy chuyển khoản lại bán lại nhá. Hôm nay bác xả giá đi. Rồi con Boss MM2 này. Boss xịn luôn các bác nhá. Con này thì lại sản xuất ở Nhật nha các bác nhá. Sản xuất ở Nhật mà cho thị trường Nhật luôn. Coi pan. Đúng rồi, con này sản xuất Nhật cho thị trường Nhật luôn. Các bác nào chơi ở phòng ngủ hoặc là chơi máy tính thì con chơi mua cái này về chơi nó mới hay này nhá. Rồi giá 2,4 triệu nhá. Bớt giá, hôm nay 2,4 triệu con MM2, các bác lấy tên Boss MM2 nhá. Có nhiều chút chỉnh là volume tập này. Mấy chút tỉnh gì biết. Hai loa hai bên. Rồi sang số 10, số 10 đây là tiếp tục lại một con AK1. Dòng AK1 em có mấy bộ liền. Riêng ngày hôm nay em bán 2 bộ rồi. Đấy, có mấy bộ nhá. Con AK1 này thì cũng như vậy rồi. Con này thì nó hơn cái kia, nó có, con này nó có chip K2 rồi các bác nhá. Lên cái chip K2 rồi, độc quyền của hãng rồi nhá. Con này AK1 số 10. Loa thì mang bằng gỗ tẩm anh đào rồi, tẩm nhựa sake không nói rồi. Đấy là nói nhiều quá rồi. Đó, loa đích đẹp. Dây loa đủ này, có khiển này. CD DVD đọc tốt này, rất đẹp luôn. Cái con này sáng nay em có bản test cho của nó đấy. Đánh hay cực kỳ, tiếng sắc sảo, bát sâu. Đây, phía sau này loa đẹp nhá,
Đấy, có Oix này, có Cindy. Đấy. Rất là ok nhé. Dòng AK1 này là dòng có chip K2 rồi đó nhé, có chip K2 rồi, độc quyền của hãng trên toàn thế giới rồi. Cái chip K2 này tích hợp trên những cái CD cao cấp mới có các nhé. Loa màng gỗ rất đẹp luôn. Cái gỗ này hôm nay nó hơi thầm thầm, gỗ đúng kiểu gỗ chắc luôn, gỗ thật luôn các bác nhé, rất là đẹp luôn. AK1, những con này test rất là hay. Rồi bộ này em bán cũng bán bằng giá những bộ trước nhá, 5,2 triệu. Lô này hình các bộ này bộ cuối cùng thì phải 5,2 triệu nhá, 5,2 triệu cho bộ AK1 này. Giá thời điểm thì quá rẻ đi các bác nhá, bác nào muốn riêng được loa này trên 3 triệu nhá. Đấy, cứ nói tạm trên 3 triệu các bạn là mua. Trên 3 triệu một tí thôi, bác nào thích thì mua nhé. Cái này đánh đàn rất là hay luôn. Rồi số 10. Số 10 nhá, giá 5,2 triệu. Rồi sang số 11, đây là một con giải đầu MD kiêm giải mã của hãng Kenwood 7002 nhá. Chuẩn 24 bit, còn tương đối là đẹp đấy. 702 chuẩn 24 bit còn tương đối đẹp nhá. Đấy, bao xin cái này nó hơi chảy chảy xíu nhưng còn đẹp nhé. Giải mã đây là nó chạy tốt này, để ở cuối MD chạy tốt không nhá, giải mã tốt nhá. Đây là cổng input này, đấy, cổng trục này, optical này, đó mono lock, các bác để cổng này ok. Giải mã không cần mồi không nhá, giải mã không cần mồi ạ. Đấy, các bác nào mà đây này bỏ ra xong bấm cổng input đây, còn bấm motor là nó sẽ giải mã này. Đấy là chữ motor sẽ giải mã nhé. Quay sau các coi này, ở đây giải mã hay lắm. Rồi các bác nhìn này, chạm mặt chuối hết, chạm mạ vàng hết. Đây là cổng quang in này, in nhá, đây in out này, cái này hơi chảy chảy xíu. 7003 các bác nhé, con này 7003 chứ không phải 702 đâu, đời cao nhất của dòng này đấy, 7003. Đấy, cổng ra đây, cổng in vào đây ạ. Rồi con này hôm nay cũng xả giá đi, hôm nay còn bán 2,5 triệu các bác nhé. Cho cái đầu giải mã này rất là hay luôn, cái đầu này hay cực kỳ luôn, có chip giải mã cao cấp các bác nhé, 7003 đấy, MD chạy tốt luôn ạ. Đó, 7003 các bác nhé. Trước đây những con này không chạy MD em cũng bán tới 2,5 triệu rồi. Bữa nay chạy MD tốt, bán 2,5 triệu. Và lại hàng đúng giá nữa nhé. Chất lượng hoàn toàn khác các bác nhé. 7003. Bác cứ lấy MD 7003 check nhé. Kenwood 7003 giá 2,5 triệu. Rồi sang tiếp theo là một cái cục, một cái con âm ly của hãng Đàn Ông. Con này là 7.5 nhé. 7.5 có chỉnh bát chép ba lăng đầy đủ. Con này thì đánh quá hay, không có nói nhiều rồi, con này nó quá nổi tiếng luôn nha. Đấy, 7.5 có lon led luôn nha, âm ly có lon led rất chất luôn. Bác này chạy sò to, cái này chất cực kỳ luôn. Bác nào chơi loa 200W một cái nhá, chơi bốc xèo bao hay luôn. Cái này này, đúc này. Con này thì phía trên này hơi chảy chảy tí. Cái này đúng là hàng đấu giá thì em mới nói thôi, càng bãi thì hơi thôi, mặt mũi đẹp này. 7.5 không nhá. Đây, các bạn nhìn này. Mặt lưng chứ còn rất ok. Con này cũng đánh AB nhá. Rồi đánh AB A cộng B luôn, cũng đánh hai kênh luôn không nhá. Đấy, nhìn các bạn nhìn cái phía sau này biết là nó đẹp mới nhá. Kiềng kiếp trắng tinh, AB cộng B luôn, 7.5. Đó. Rồi con này em bán bác 2,4 triệu nhá. 2,4 triệu thôi. 2,4 triệu cho con âm ly số 12. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác 13 sản phẩm, như có 2 số 6 thôi nhá. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em, bên em thì có cọc sẽ đi hàng, cọc mới mua phải chịu ship, còn chuyển khoản hết, bao ship toàn quốc các bác nhá. Số điện thoại của em là 0985543279, cũng là số Zalo luôn.
Thông báo các bác là phải có cọc em mới đi hàng rồi các bác nhá. Cho nên bác nào mà có nhu cầu thì cứ tóm lại cứ nghiên cứu kỹ đi. Có rất nhiều bác là nghiên cứu kỹ lắm rồi, trong chốt để mà kêu vào chưa nghiên cứu kỹ chứ giờ. Nghiên cứu kỹ hàng chốt các bác nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhá.